Hello, xin chào anh em nha, là Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em mà một cục đẩy hàng bãi Mỹ đến từ thương hiệu của AP International. Và con này sẽ có tên model là 400 nha anh em. Đây là cục đẩy ở phân khúc giá bình dân thôi nha, mà cấu hình của nó và nó là rất là mạnh nha, mà công suất của nó đến tận là 600W và chạy chúng ta tổng cộng là 8 con sò sắt Toshiba chỉ đỏ nha anh em. Và đặc biệt là dòng này nó sẽ xài 4 dòng điện đó nha, mà cho nên cũng phải nói là rất là dễ dàng mà chơi. Mà con này một trong những dòng sản phẩm mà ráp tay đến từ thương hiệu Mỹ là AB nha anh em. Thương hiệu này anh em có thể thấy khá là lạ vì ít khi nào mà xuất hiện trên kênh của mình. Đây cũng là một trong những thương hiệu mình đánh giá rất là cao của Mỹ nha mà. Tuy mặt trước dòng sản phẩm này sẽ bao gồm chúng ta là nguồn và hai nút để điều chỉnh và volume của hai channel cho anh em. Đây, nói đến đẩy chúng ta hãy xem qua hình cấu hình nha anh em. Đây, thiết kế mặt sau của dòng sản phẩm này thì đầu tiên anh em sẽ thấy là một cái nhôm tản nhiệt rất là to và dày. Và trên đá nhôm này nó sẽ chứa sò bên trong nha anh em. Đây sản phẩm sẽ kèm được cả hệ thống là 4 trạng loa nha anh em. Anh em thể mà sò đi vào cái lỗ ở trên và anh em cắm đầu bật xuống được nha anh em. Còn bên dưới là anh em sẽ thấy là thông tin về dòng sản phẩm này. Đầu tiên là chúng ta đi từ dưới lên nha anh em. Công suất của nó là 600W nha anh em. Và con này xài cũng còn là 4 dòng điện anh em à. Anh em chơi nha, em thể mà cắm bất kỳ dòng điện nào nha anh em. Và không cần phải qua ổ áp hoặc qua biến áp. Nó là rất là tiện nha em à. Còn bên đây thì nó sẽ có tem thông tin và số CD của dòng sản phẩm này. Đây, cái này được sản xuất bởi công ty AP International, hàng chính hãng của USA anh em. Bên đây là số series, còn bên đây là logo của thương hiệu anh em. Còn bên đây anh em sẽ thấy là hai cái cổng input anh em, là cổng máy tính điện nghe nhạc. Sẽ chơi qua jack 6 ly, anh em mua mình đặt luôn cho anh em hai cái jack để mà chuyển từ 6 ly ra bung sang anh em, cho anh em có thể mà thoải mái kết nối với các thiết bị của anh em hơn. Còn bên dưới là nút để điều chỉnh và cái độ chơi dual và mono anh em. Em nếu mà chơi dual anh em chơi như là bình thường stereo, anh em mà muốn đánh chụp kênh mono để cho tất cả các công suất có dùng một kênh để mà anh em chơi như là loa sub thì con này vẫn chơi vẫn rất là tốt anh em à. Còn về nội thất ở bên trong của cục đẩy AP 400 thì còn cực kỳ là mới anh em, đẹp mới keng. Và phải nói rất là chi tiết, dày đặc cho anh em. Phải nói rất là hầm hố nha mà. Đây, ở bên phải nó sẽ trang bị là một tăng phô rất là lớn nha mà. Và đặc biệt anh em thấy là cái phần đá nhôm tản nhiệt thì nó sẽ chứa sò nha anh em. Cái này thì chạy tổng cộng là 8 con sò sắt Toshiba chỉ đỏ nha anh em. Nên khả năng là bung âm nó nghe tiếng ra rất là hay nha mà. Và hàng thì mình bán bao zin cho anh em chơi yên tâm. Và giá thì để lại cho anh em mà nó siêu tốt cho anh em, chỉ với 5 triệu đồng. Và nếu anh em muốn mua thì anh em liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại hoặc video để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và bây giờ mình sẽ bằng cái bài test âm mời anh em. Hoa về trên những bão này, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng em đẹp như những sớm mai, những nhọc nhằn chẳng quen vẫn trong gần mắt em. Những giờ em đứng chờ chồng,
ướt lên chốn vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa băng tan nắng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi. AP 400 đánh rất là khỏe anh em. Thì anh chơi với cặp loa full ba tốc, cái này vẫn đánh vẫn đẩy ra hết tiếng nữa mà bắt đập nghe rất là nhịp nhàng chi tiết. Dòng này anh em có thể mà karaoke thoải mái luôn anh em. Anh em lên hết ga, con này vẫn đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của anh em. Rồi anh em thấy sao rồi tổng quan về sản phẩm này thì để làm một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em dành rất nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Để thấy video hữu ích thì em hãy kênh ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và anh em xin những lần tới. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.